bóp cái bo 30 kìa. Bóp, bóp cái khỏi bo, bóp cái em cho anh 50. Anh bóp em cho anh 50. Bóp đi. Lẹ lên, em dâng hiến cuộc đời em cho anh nè. Lẹ lên. Lẹ lên. Trời ơi. Bóp cái cho 50 ngàn không bóp rồi trời. Bóp đem cho anh thôi. Trời ơi, nếu mà chút tiền đâu. Cặp lo này là 350 đó. Được. Rồi đây em hung quá rồi. Thôi rồi. Được. Vô ngoài. Đúng rồi. Lửa đi anh. Anh ăn và anh ăn hết luôn đi, em không có lấy tiền. Trời ơi. Ôi, em quay nó kỳ quá. Anh này hả? Ai quay đâu, em đang nói chuyện với anh mà quay gì? Sao anh trắng quá vậy? Dễ thương quá à. Anh có bồ chưa? Có con, mà chưa có bồ. Lấy khoai tây. Khoai tây chiên hả? Lấy phần khoai tây chiên lắc ha. Khoai tây lắc một phần. Có sốt không? Có sốt không? Chiên nước mắm hay sốt Thái anh? Chi nước mắm hay sốt Thái? Chi nước mắm. Một phần khoai tây lắc luôn. Nhiêu vậy? Nhiêu vậy? 50 với 120. 120 với lại khoai tây lắc nữa là nhiêu? 170. 200 đi khỏi thối bò đó. Cà chua. Có cà chua. Anh này xong chỗ ngon quá nè. Bóp cái bò 30 kìa. Bóp cái khỏi bò, bóp cái em cho 50. Anh bóp em cho anh 50. Bóp đi. Lẹ lên, em dâng hiến cuộc đời em cho anh nè. Lẹ lên. Lẹ lên. Trời ơi. Bóp cái cho 50 ngàn không bóp rồi trời. Bóp đem cho anh thôi. Trời ơi, nếu mà chút tiền đâu. Cặp lo này là 350 đó. Được. Rồi đây em hung quá rồi. Trời ơi, dễ thương quá trời. Cái vũ anh bự hơn em luôn á. Thiệt, hồi đó em chưa làm vú, không có được cái vú gì đâu. Trời ơi. Cái vú ở đây ghét quá à. Cái vú này nhiều sữa lắm nè, ra sữa đặc luôn nha. Dễ thương quá à. Sao? Tối nay vui vẻ nha. Có vợ rồi. Có vợ, bỏ vợ mấy hồi. Kệ, đỉ phong kìa. Kết bạn hú với em đi, lại lên. Kết bạn hú với em. Không có chơi Facebook. Chứ anh chơi cái gì? Đâu chơi cho em số điện thoại. Không xài luôn hả? Ích kỷ. Ok rồi, cho em gửi anh củ tỏi nè. Em gửi anh củ tỏi. Có nên em nhét họng anh. Ngại quá. Làm gì ngại? Lột tỏi đi bay ơi, lột tỏi lẹ lên, lột hết giùm nè. Nhét họng đi nè. Cái sự tích này lâu lắm mà chưa có trả lời rồi, để em nhét tỏi vô họng anh nha. Dễ thương không bộ? Nhà nó đâu? Ở vòng vòng đây nè. Vòng vòng đây là ở đâu ông nội? Nhà em đó. Nó nghe là bà giữ chồng sao mà hay quá vậy? Cho cái bí quyết giữ chồng coi. Thánh thần ơi là trời ngoan, cái gì có nuôi cung anh không không má? Ôi ôi. Chơi bùa phải không? Vậy anh mê em đêm cũng ngoan lắm vậy đó thiệt. Dễ thương. Rất là dễ thương nha mọi người nha. Đẹp trai, trắng trẻo. Xăm chụp. Cho em nhìn mặt anh cái coi. Cho em nhìn mặt. Sao hết hộp? Cho em nhìn mặt anh cái coi. Dễ thương mà trời ơi. Cái mặt dễ thương, rất là ba bi nha. Cho em mượn coi cù lẳng coi. Cho em coi bịch nước mía coi. Coi nước mía có dừa hay là có tắc gì không nè. Coi. Cho cái bọc này 5.000 hay 10.000 coi. Có bi luôn. Dầm quá, có bi luôn má ơi chết. Cho em mượn coi viên bi coi. Coi coi. Coi coi. Ê thịt dương xu nha. Trời ơi cù lẳng có thịt dương xu. Để ngồi với em nè, em kể chuyện cho anh nghe coi nè. Quay coi nè. Quay rồi. Sao lấy vợ sớm vậy trời? Chưa lấy vợ. Sao nó có vợ? Vợ á. Là chưa có gì phải không? Ừ. Vậy là vậy mấy anh còn cơ hội phải không? Ok không? Quay hoài má, đánh ghen tay gì vậy trời? Gì đó? Trời ơi, bánh bèo kỳ cục. Cái duyên cơ chị ơi. Ngại quá à. Làm gì ngại? Đi. Nước mà vô khách sạn có ngại không?
là sao quay quá trời ngại. Anh cứ kể đi, coi như đây là cái giường, là cái tủ. Đó, vui vẻ đi. Trời ơi, nó nghe là giống như em là con trai mà đi hiếp gái nhà lành vậy đó, trời ơi. Cứng quá vậy? Cái vũ cứng à, trời. Trời ơi là trời. Bóp lại thử coi cứng thôi. Bóp lại đi. Trời ơi, thử nè. Có đồ giả đồ thiệt giống không? Muốn lắm mà không dám. Còn sợ lo e ngại. Bây giờ em bóp anh, cái anh bóp em lại. Bóp qua bóp lại. Có qua có lại luôn. Bây giờ em bóp đủ rồi. Bây giờ em bóp lại cái, anh bóp lại em cái. Em muốn anh bóp em. Không quề được rồi. Không có quề được. Anh là phải đàng hoàng lấy lợi chứ. Khỏi 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 đàng hoàng. Vậy là lỗ đó. Vậy em bóp lại. Ghét quá, hiền quá trời. Con trai mà hiền quá à. Nhào vô đi. Chứng câu luôn. Ê nè, giả bộ lợi dụng nè, đụng vô vú tôi gõ kìa. Lòn cái tay bóp vú tôi nè. Cái tay này nè. Cái tay này nè. Đó, bóp vú em gõ kìa. Đó, thấy chưa. Quỷ ma trà trộn. Cho em lên Facebook coi. À, không chơi Facebook rồi. Thiệt đó hả? Sao không chơi Facebook? Sô bồ đó. Chị chơi em đi, không có sô bồ. Sao đó mà em chơi nó mà sáng đi. Chơi em chơi cái gì? Anh muốn chơi cái gì? Dạ anh muốn chơi cái gì? Đó kìa, thôi đi nha. Đi cái gì? Làm lời hợp khác đi má. Làm lời hợp khác. Ôi rồi vậy đó, đứng hoài vậy đó, làm ba hộp. Trắng gì mà trắng. Trời ơi, trời ơi. Trắng bóc quá trời. Ngon lắm. Ngon thiệt. Lửa heo quá vậy má. Lửa thiệt luôn. Lửa khéo quá nha, bèo nha. Đâu ra mà trời ơi, coi kìa, trắng mà trên trắng xuống rồi trời. Trời quay trên trắng, quay trên trắng. Trắng thiệt. Trắng. Ở trong cũng trắng tươi luôn. Anh mà ngủ với em ha, em quậm anh tới 8 giờ sáng, vẫn đi ăn sáng giờ quậm tiếp. Thiệt. Không cho anh ngủ luôn, em làm anh 4 ngày 3 đêm. Lỏng luôn. Lỏng không? Không có lỏng, của em không có lỏng. Của em bình thường không có lỏng. Em sợ anh lỏng thôi. Nhột. Lấy nhột. Tự nhiên người ta gối đầu nhột. Tội nghiệp anh quá à. Anh yêu đương sao mà tóc anh bạc hết trơn. Anh yêu em hay tóc anh nó đen cái loại à. Thiệt. Thiệt. Nhìn hoài. Đi bia ôm mà nhớ vợ hoài. Trời ơi là trời. Chồng em nè. Vụ gì? Thảm đỏ này nọ. Ủa sao bà không làm hội cho em số điện thoại đi. Nhắn qua cho em đi. Gửi qua cho em đi. Để em kêu nó, em gửi qua cho nó in, gửi file cho nó in. Gửi qua cho em đi. Bữa đó mấy giờ làm? 6 giờ là bắt đầu làm. Bây giờ chị sẽ xin số điện thoại tôi đi. Xong giờ đá cái số tôi đi qua cho em. Ờ đúng em rồi đó. Từ nói chuyện. Đúng rồi. Nhắn qua cho em đi. Em không có giữ điện thoại ở đây. Đẹp trai không chị? Đẹp trai không? Cái thằng con đi đi phim mình đó. Thằng nào trời? Trợ lý của ông Duy á. Tưởng nó đẹp trai thì em chế nó một cái xong rồi em khỏi lấy tiền nha. À chị đừng lấy gấp đôi. Hồi xu quá gì má. Rồi em chuẩn bị đi đâu vậy? Cái gì? Đó, chị nhẹ mới nói em đi chế ai. Chế ai trời, làm poster, ủa làm cái thảm đỏ cho mình. Cái anh Chiên nè. Vô ủng hộ em đi nè. Anh chị. Vô ủng hộ em đi lẹ lên. Vô đây. Đi luôn, buồn ghê. Còn nguyên mâm luôn trời. Ủa bán gì mà lạ vậy má. Anh không, trời ơi chết rồi, bán cái gì mà lạ vậy trời.